Chiều nay ngày 3 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi làm việc, vấn đề về đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục được các cử tri của huyện đặc biệt quan tâm, kiến nghị. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đông La nêu rõ, công tác giáo dục là một trong những vấn đề được huyện quan tâm chỉ đạo thời gian qua. Tuy nhiên, do tốc độ gia tăng dân số nhanh, khiến phụ huynh, học sinh và các trường trên địa bàn, đặc biệt là cấp mầm non và trung học phổ thông, chịu nhiều áp lực. Để giải quyết vấn đề này, cử tri kiến nghị các cấp cần có kế hoạch sớm đầu tư thêm cơ sở hạ tầng và thực hiện công tác quy hoạch, đảm bảo năm học tới ổn định cho ngành giáo dục huyện. Trước đó, đại biểu Nguyễn Trúc Anh, Bí thư huyện ủy Hoài Đức đã báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri các quận huyện thuộc đơn vị bầu cử số 5 sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 về một số vấn đề như tăng cường công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, quy định độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động, việc thống nhất luật căn cước công dân. Tiếp thu kiến nghị của cử tri huyện Hoài Đức, các đại biểu thuộc đoàn đại biểu đơn vị bầu cử số 5 khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp, nỗ lực khắc phục sớm vấn đề cử tri nêu.